Các bạn thân mến, hôm nay Mr. Hill cũng vô tình bắt gặp được anh trai kéo guốc ở ngoài đảo Phú Quốc, ngay chỗ vị trí này là homestay Phú Huy. Đó, rất là tuyệt vời. Các bạn mà ở homestay, các bạn có thể chứng kiến được cảnh này. Ok, anh tên gì? Tên Hùng. Anh Hùng ở khu phố mấy? Em ở khu 10 lận. Khu 10 lận, trời ơi, qua khu 6 kéo guốc luôn. Ok, nay là thu hoạch được như đây nè. Yeah, quả đã luôn các bạn. Ngoài kia nguyên cái thùng luôn, đầy luôn kìa. Ok, cảm ơn. Bye bye. Đây các bạn, đây là anh kéo guốc mới nãy nè. Đó, cậu có nón rất là đẹp luôn. Quá dễ thương và đẹp trai nữa, cười cái anh. Yeah. Đó, bây giờ cho các bạn coi guốc nè. Hey. Rất là ngon. Sớm giờ làm 3 thùng rồi đó. Ôi, quá đã luôn. Sớm giờ là 3 thùng rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy guốc nó nhảy ra chưa? Tiếng đồng hồ. Như đây là khoảng bao nhiêu ký anh? Nhiêu đây khoảng 3-4 ký. Đây là các bạn, đây là cái xô mà anh ấy đã cào từ hồi sáng tới giờ đó. Quá đã luôn. Ok. Rồi bây giờ chia sẻ các bạn vậy nha. Cười cái anh. Yeah. Rồi. Ok.
rút đã lên ha. Đây là kéo kéo gốm ha, kéo kiểu này là coi như là mấy trăm ký luôn á. Kéo nặng quá à. 100 kg chưa? Đó đâu, cái này đâm nên đâu có chì đâu, không vậy đâu có nhiều đâu. Vô đây, mạnh tay đi. Mạnh tay đi, mạnh tay đi. Mạnh tay, mạnh tay đi. Ui, qua hết rồi. Không dính được nhiều cho này hả? Không có dính được nhiều cho ông đỏ cho kìa. Không được có con kìa. Được cá luôn không? Cái con này có cái con này nọ. Đem lên bờ vũ luôn. Khoan. Các bạn lấy cái mồm thôi đi kéo là đã luôn rồi. Đâu có cần phải lưới gì đâu, phải không? Đây có mồm quá. À. Đây ít á. Đẩy một cái chút xíu là con kéo. Mấy con cái cho anh coi cái. Cái này vũ xong đi. Ồ, cũng quá đã ha. Này cỡ 50 kg rồi. Cho em coi cái nha. Cho em quay cái nha. Anh ấy cho em quay cái anh ấy.
gì qua đêm. Tại vì tầng quán cà phê nhiều quá này. Cái gì anh? Xanh hả? Nó còn sống không? Thì xanh còn sống hả? Em bị chồng sống hả? Chồng sống hả? Anh hồi đem về thử. Chồng mấy công viên á. Wow. Chị quay vô coi có cái cây xanh luôn. Phía sau Mr. Hill. Thì mình quay cái này lấy ngồi mình coi cho các bạn xem guốc nha. Kéo guốc đủ kiểu, chỉ cần một cái vợt và cả cái mùng. Cái mùng là đơn giản nhất, đem cái mùng ra mà vớt. Ngày vớt được 100 kg không anh? Kéo kéo lên đây cho coi cái nghe. Kéo đi lấy mở bụi vậy. Mỗi ngày mình kéo về rồi mình làm gì anh hả? Bán. Bán hả? Có làm mắm guốc hay nữa không? Không. Bán. Bán này nếu bán nhiêu ký? 30 ngàn ký lụm luôn hả? Mai mốt rồi có kéo nữa không? Nào kéo chưa? Nào không kéo hả? Mùa này là mùa của nó rồi phải không? Mốt khách em xuống rồi có gì thấy kéo rồi bán luôn nha. Bán giá rẻ rẻ nha. Dạ, 20 em mốt này, 20 em mốt này em có khách á. Ok, quyên sớm đi kéo luôn các bạn ơi, đã quá. Cho mình coi một cái nha, trời ơi. Lên bờ luôn. Ơi, có chân. Ôi. Đàng hoàng. Trời ơi. Đi cục em này các bạn. Lên bờ cho em coi một cái. Ok. Bây giờ cho các bạn coi nè. Quá đã luôn, trời ơi. Sướng. Này là gọi là tép gì anh hả? Guốc chứ hả? Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiêu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.